Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng để tiếp tục hồi đáp điện năng. Hôm nay thì có một anh ở Đắk Nông thì anh có viết comment như thế này, thì tôi xin nêu cái thông tin câu hỏi của anh ra thôi ha, tôi không nêu thông tin cá nhân của anh. Chào anh, tôi ở Đắk Nông không có điện lưới, xin hỏi anh, tôi muốn xài 1.000W, thời gian xài ban đêm 6 giờ, vậy tôi lắp bao nhiêu mới đủ? Cảm ơn anh. Rồi, qua câu hỏi của anh thì anh muốn đầu tư một bộ điện độc lập để sử dụng vào ban đêm. Đó, hả? Sử dụng vào ban đêm thì mình sử dụng bằng cái hệ lưu trữ ha. Ban ngày thì mình dùng pin sạc vào. Thì ở đây anh có nêu ra là anh chỉ sử dụng vào ban đêm tầm 6 tiếng đồng hồ đúng không anh? Đó. Thì mà anh sử dụng cái lượng điện tầm 1.000W là trong vòng 6 tiếng đó là anh sử dụng 1.000W thôi chứ đúng không anh? À, là 1.000W giờ khác, còn 1.000W cho 6 tiếng vào ban đêm thì khác ha. Thì để tôi nói sử dụng 1.000W 6 tiếng vào ban đêm ha. Thì cái hệ lưu trữ á thì như thế này, nếu mà anh dùng cái pin á, những cái pin chẳng hạn như cái pin pin Li-14 á, mình dùng cái pin để lưu trữ á, thì chỉ cần 100 100 Ah cái pin là đủ rồi anh. Đó, còn hay nếu mà mình dùng ắc quy để lưu trữ sử dụng vào ban đêm á, tầm 6 tiếng mà 1.000W á thì nó lên đến 150 Ah nó mới đủ ha. Tại vì ắc quy này á thì đối với cái sạc cái xả nó thì nó không như cái thằng pin ha. Pin nó lưu trữ bao nhiêu thì nó xả ra hết bao nhiêu. 100 Ah cái pin á thì nó lưu 1.200W. Đó, thì nó thể xả ra hết 1.200W cho 100 Ah. Đó, còn đối với ắc quy này á thì 100 Ah thì nó cũng lưu 1.200W nhưng mà nó xả ra cho mình nó chỉ được tầm khoảng 700 800W mà thôi. Đó, còn nằm lại vài trăm W thì mình không xả được, thì áp nó tuột rồi, mình khó có thể mà xả ra hết được, nên cái dung lượng của ắc quy á thì nó càng cao hơn cái pin. Đó, sử dụng như vậy nó mới phù hợp, nó mới đủ cái lượng điện của mình ha. Đó, thì cái này cũng tùy ha, tùy theo kinh phí ha. Thì nếu mà anh có thể tham khảo lưu trữ bằng pin cũng được. Pin á thì theo tôi thấy á 100 Ah cái pin luôn mà sạc xả nó nằm đâu trên trên dưới 4,5 triệu ha. Còn đối với ắc quy như thế này á, thì nó cũng rẻ rẻ hơn pin, nhưng mà sử dụng á, thì nó cái dòng đời á, nó ngắn hơn pin rất nhiều, mà sạc xả nó không có cao như pin. Pin thì anh muốn xả ra bao nhiêu cũng được, xả ra luôn 100% cũng được, hoặc là xả bao nhiêu cũng được. Còn đối với cái những cái ắc quy như thế này thì mình phải xả theo cái định mức của nó, nên nó khó làm cái chỗ này đó. Thì cái này cũng tùy theo anh ha. Thì không biết thì anh muốn lưu trữ bằng ắc quy hay là cái pin. Thì đối với cái mức sử dụng của 1.000W như anh thì đối với cái pin á, lưu trữ bằng pin á thì 100 Ah là đủ anh. Còn ắc quy á thì 150 Ah. Rồi, còn cái pin năng lượng mặt trời anh, nếu mà anh ở Đắk Nông thì ở Tây Nguyên thì chắc nơi này nắng mưa cũng ổn định đúng không anh? Đó, thì theo tôi thấy á, nếu mà 1.000W á thì 1.000W pin á thì nó đủ 1.000W, nhưng mà với điều kiện một ngày nắng tốt đó, nhưng mà mình lắp pin á không có khi nào mình lắp đủ cái số của mình đâu, mình là phải lắp lưa ra. Thì theo cái số của anh nêu ra thì tôi thấy 300W pin là nó phù hợp á anh. Mình lắp lưa ra 100W vậy để nó bù đắp vào những ngày mà mây mưa hay là nắng yếu đó anh, thì nó phù hợp hơn. Đó. Thì theo tôi thấy á, nếu mà lưu trữ bằng pin lưu trữ á, thì 100 Ah, còn cái pin năng lượng mặt trời này á thì khoảng 300W ha. Đó, ban ngày mình dùng cái pin này mình sạc vào cái hệ lưu trữ mình để đó, mình chỉ sử dụng vào ban đêm. Những bộ điện nhỏ thì anh cũng có thể là tham khảo qua cái con sạc này anh. Thì cái con sạc này nó có thể là sạc cho pin được nè, pin Li-14 à, pin lithium mà, bình ắc quy đều được hết ha. Loại này á xài nó cũng rất là ổn áp, mà giá tiền nó cũng rẻ, nó cũng trên dưới 200.000 một cái, trên hoặc là dưới đó. Còn cái vấn đề nếu mà anh sử dụng trực tiếp từ cái nguồn điện lưu trữ á, bên điện DC á, thì mình có thể là kẹp trực tiếp vào cái hệ lưu trữ của mình sử dụng luôn, chẳng hạn như là thắp sáng hay là chạy quạt gì đó. Còn nếu mà anh muốn xây chiều điện lên 220V để sử dụng cho các thiết bị điện khác, chẳng hạn như xem TV hay là sạc điện thoại, mà nói chung á, là những bộ điện độc lập nào thì cũng phải cần có đến những cái con kit á, cái con inverter á, để nó xây lên cái chiều điện 220V để mình sử dụng
các thiết bị điện gia dụng khác trong gia đình đó. Thì anh có thể tham khảo những cái con kích là 300W, 500W, đó, 800W, 1000W cũng có, loại sinh chuẩn anh. Đó, thì mình nên lựa chọn những cái con sinh chuẩn sử dụng cho nó an toàn những cái thiết bị điện trong gia đình của mình hơn là những cái con kích mà sinh sóng vuông hay là hình sinh sóng mô phỏng á. Thì những cái con kích đó nó có một số thiết bị điện trong gia đình của mình nó hơi bị kén, nó sử dụng nó không được tốt đó. Thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, để tiếp theo câu hỏi của một anh, Kitsua 12V 300W xài TV với loa âm thanh bị nhiễu và ù loa là bị sao anh? Chị giúp em. Cảm ơn. Nói về bên cái phần này á, thì nó liên quan nhiều đến cái vấn đề là điện tử nhiều anh. Đó, nếu mà liên quan về bên điện tử á, thì tôi không 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 rành cho lắm. Đó, nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ với anh qua vài thông tin để anh tham khảo ha. Còn những anh em nào hiểu biết thêm thì hãy bổ sung thêm bằng cách comment dưới cái video này cho tôi và anh cùng biết ha. Đó. Thì theo tôi á, được biết á, những cái con kích sure ha, nếu mà cái con kích sinh chuẩn á, thường thường á, nếu mà nó cũng nếu mà mình xài mà nó hơi cái dạng như nó hơi quá tải của cái con kích đó anh, thì nó có thể là phát ra cái sóng á, cái sóng sinh chuẩn nó bị méo mó đó, nó không có được sinh chuẩn cho lắm nên nó bị nhiễu sóng ngay chỗ này, nên nó ảnh hưởng đến cái thiết bị như loa. Loa thì nó hay bị nó dễ bị nhiễu lắm đó, cái vấn đề đó. Còn riêng về những cái con kích mà sóng sóng vuông á, hay hoặc là những cái sóng khác á, không phải sinh chuẩn á, thì sử dụng cho loa thì là chắc không cái không được rồi, nó rất là kén về bên cái loa ha. Đó là như theo tôi được biết là vậy nha, tôi cũng có tham khảo rất là nhiều bên cái vấn đề mà cái con kích á, mà để sử dụng cho loa thì nó cũng hơi bị kén lắm á. Hơi bị kén lắm anh ạ. À, những cái con kích mà cái sóng sinh mà sinh chuẩn, cái sóng sinh rồi sóng sinh tinh khiết á, đó, nó phát ra cái sóng sinh tinh khiết á. Còn những cái con kích mà sóng sure này á, con kích sinh chuẩn á, nhằm khi mà mình sử dụng quá tải nó, tôi ví dụ như con anh có con kích 300W phải không, anh sử dụng cặn cặn 300W, tôi ví dụ như anh sử dụng nó tầm tầm 208 đến 290W đó, gì đó coi như là cặn tải của cái con kích rồi. Thì lúc đó thì cái sóng nó không còn sinh chuẩn nữa, nó bị méo mó cái sóng nó, nên nó ảnh hưởng đến cái thiết bị điện tử của anh, chẳng hạn như là cái loa, nên nó bị nhiễu ngay chỗ đó, nó nghe ù ù đó. Là đây là cái cách nói cá nhân của tôi thôi nha, đó, còn không biết đúng hay chính xác hay không thì cái này chỉ có anh em chuyên đó, chuyên về bên điện tử á mới nói là phân tách nó rõ ràng và cụ thể hơn. Thì qua những cái thông tin này á, thì tôi cũng xin chia sẻ vài cái thông tin để anh em mình tham khảo thôi, cũng mang tính chất tham khảo thôi ha. Còn nếu mà anh em nào mà chuyên sâu á, mà hiểu biết về vấn đề này hãy cho tôi và anh cùng biết với đó. Rồi thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh như vậy ha. Đó thì anh nên tham khảo thêm ha. Đó thì còn một cái trường hợp nữa, nếu những cái con kích đó, thì anh nên để xa cái thiết bị, cái loa của anh ra nha, anh đừng có để cái con kích và cái loa nó gần quá tầm 1-2 mét là nhằm khi nó cũng bị nhiễu nó, anh đặt nó xa ra tầm 4-5 mét gì đó, mình để cách xa ra đó, nhất là cái loa nó hay bị nhiễu lắm đó. Những cái con kích của tôi đây nè, tôi cũng dùng, tôi nghe nhạc nghe cái bên cái loa vi tính nó vẫn bình thường, hoặc là nghe những cái loa khác nó vẫn bình thường anh, nó không có bị nhiễu hay là ù ù gì hết đó. Đó, riêng cái con này cũng sure là 1000W sinh chuẩn ha. Đó, nhưng mà cái loại này á, thì theo mà với những anh em á, mà chuyên về bên mà sưu tầm mà chơi kích đó nha, những anh em mà chơi kích hoặc là anh em chuyên gia về bên phân tách những cái con kích này nè, thì anh em nói á, những cái con kích này cái sóng sinh của nó phát ra nhằm khi nó cũng không được tinh khiết cho lắm, nó không được chuẩn á, nhằm khi mình sử dụng cặn tải của nó thì nó có thể là méo mó, nó có thể là méo mó cái sóng sinh chuẩn của nó. Chỉ mình sử dụng cái phạm vi là tầm là trong cái khung cái ngưỡng, tôi ví dụ như con 1000W thì mình sử dụng tầm 500-600W đó, thì nó có thể là nó phát ra cái sóng sinh chuẩn đó, nó ít ảnh hưởng đến thiết bị của mình, nó không bị nhiễu cái sóng sinh của nó. Còn nếu mà mình sử dụng cặn tải của nó thì nó dễ bị nhiễu cái sóng
Nó phát ra cái sóng nó không có xin, nó méo mó tùm lum luôn, nó thành nhầm khi sóng vuông nó méo tùm lum hết trơn à, nó không có được cái sóng sinh chuẩn cho lắm. Còn có những cái con khác, tôi thấy cái có những cái con mà cao cấp hơn nữa cũng rất là đắt tiền, cái sóng sinh và cái sóng tinh khiết luôn đó. Mình sử dụng cận tải nó luôn nhưng mà nó vẫn phát ra một cái sóng sinh chuẩn đàng hoàng, nó không bị méo mó. Còn những cái con này thì mình sử dụng nhầm cái cận tải của nó thì nó có thể là nó bị méo mó cái sóng sinh của nó, nó kiểu kiểu là như vậy nó. Thì xin cảm ơn anh, rồi cái video của tôi cũng xin tạm dừng, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.